Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kết luận số 54 về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 sang ngày 3 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết luận nêu rõ việc nghiên cứu xây dựng cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia góp ý phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. Có thể thấy điều này sẽ góp phần tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vi phạm sai trái từ khi còn manh nha, có ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay. Không ít vụ việc, vụ án cho thấy sai phạm diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện xử lý. Nguyên nhân là do có sự móc nối của nhiều cán bộ với những thủ đoạn hết sức tinh vi phức tạp. Từ thực tế này, việc xây dựng và triển khai cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia góp ý phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chờ đến khi có đầy đủ chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, mà chỉ cần người dân phát hiện một cái biểu hiện nào đó về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, hoặc một biểu hiện nào đó về tham nhũng tiêu cực mà phản ánh trực tiếp với Đảng, thì Đảng cũng cần phải xem xét xử lý ngay, để xem là cái vấn đề đó nó bản chất của nó như thế nào. Và chúng ta phải thực hiện theo đúng cái lời dạy của Bác ấy, là phải dựa vào dân và tin vào dân thì mọi việc sẽ giải quyết được. Nếu như nhân dân và các cán bộ đảng viên mà phát hiện ra được, mà chúng ta kịp thời kiến nghị phản ánh và góp ý trực tiếp với các cái cấp ủy đảng, với người đứng đầu hoặc với chính cá nhân của những người mà đang có cái biểu hiện đó, thì nó sẽ giúp cho những cái mang cái tính ý nghĩa thức tỉnh, cảnh tỉnh đối với những cán bộ này. Thế và làm cho là chúng ta sẽ vào cuộc từ sớm và chúng ta sẽ giúp cho các cán bộ đó có những biện pháp để mà tự sửa, tự soi, tự xem xét lại chính bản thân mình, và cả các tổ chức của đảng cũng sẽ có những cái gợi ý kiểm điểm, những cái tự kiểm tra giám sát trong cái nội bộ của mình, nó sẽ ngăn ngừa được những cái hành vi, những cái vi phạm mà có thể kéo dài liên tục trầm trọng trong nhiều năm. Thách thức lớn đặt ra là việc bảo vệ người góp ý, người tố cáo trước mọi sự đe dọa, trả thù, trù dập của các đối tượng vi phạm. Đã có không ít trường hợp, dù sai phạm mới đang trong quá trình đưa ra ánh sáng, nhưng người tố cáo, người góp ý đã bị rơi vào tình cảnh, chờ được vạ thì má đã sưng. Phải tạm đình chỉ công tác của cái người mà được phản ánh, bị phản ánh về cái biểu hiện suy thoái hoặc là tham nhũng tiêu cực. Tức là cứ tạm đình chỉ một thời gian á, để đưa anh ta ra một bên để mà xem xét xử lý xem là cái việc đó, cái sự phản ánh của ý kiến phản ánh của nhân dân đó có đúng hay không đúng. Và nếu đúng thì tiếp tục làm các quy trình về kiểm tra xử lý kỷ luật theo quy định. Chứ còn nếu mà cứ kéo dài thời gian đó thì cái người bị phản ánh, bị tố cáo ấy, người ta lại tìm mọi cách hủy chứng cứ. Người ta lại tìm mọi cách là làm sai lệch cái bản chất của vụ án, vụ việc. Và người ta đủ cái thời gian để mà trù dập, để mà hại cái người mà tố cáo. Bên cạnh đó, cần quy định rõ những hành vi, việc làm, lời nói được coi là đe dọa, trả thù, trù dập người góp ý, người tố cáo để nghiêm cấm. Đây cũng cần được coi là tình tiết tăng nặng trong quá trình xử lý kỷ luật và quyết định mức án cho người vi phạm.